Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị đến với podcast Đọc Lời Chúa Mỗi Ngày. Lần đầu dành cho anh chị nào đến với kênh, đây là nơi tôi sẽ chia sẻ và đọc lời Chúa mỗi ngày. Nếu hay và hữu ích, anh chị đăng ký kênh, chia sẻ và đón xem những chủ đề tiếp theo. Phụng tự, thánh điện và địa vị trung gian của Đức Kitô cao trọng hơn. Chức tư tế mới và thánh điện mới. Điểm chủ yếu trong những điều đang nói ở đây là điểm này: chúng ta có một vị thượng tế cao cả như thế ngự bên hữu ngai đấng uy linh ở trên trời. Vị đó lo việc tế tự trong cung thánh, trong lều trại thật, do Thiên Chúa chứ không phải do người phàm dựng lên. Quả vậy, bất cứ ai được phong làm thượng tế cũng là để dâng lễ vật và tế phẩm. Vì thế, vị này cũng cần phải có cái gì để dâng. Vậy, giả như Đức Giêsu ở dưới thế, thì người chẳng phải là tư tế, bởi vì đã có những người dâng lễ vật như luật truyền. Những người này lo việc phụng tự trong một thánh điện, mà thánh điện này chỉ là hình ảnh lu mờ mô phỏng thánh điện trên trời. Quả vậy, khi ông Mô-xê sắp dựng lều trại, thì ông được Thiên Chúa phán dạy rằng: hãy nhìn xem và làm tất cả theo mẫu đã chỉ cho ngươi trên núi. Nhưng hiện nay, Đức Giêsu được một tác vụ cao trọng hơn, bởi vì người là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn. Giao ước này căn cứ vào những lời hứa tốt đẹp hơn. Thật vậy, giả như giao ước thứ nhất đã hoàn hảo rồi, thì chẳng cần phải tìm giao ước thứ hai để thay thế. Quả thật, Thiên Chúa khiển trách dân rằng: Đức Chúa phán, nay sắp đến những ngày ta hoàn thành một giao ước mới với nhà Israel và nhà Juda. Giao ước đó sẽ không như giao ước ta đã thiết lập với cha ông của chúng trong ngày ta cầm tay dẫn chúng ra khỏi Ai Cập. Bởi vì chúng đã không trung thành với giao ước của ta, nên ta cũng đã bỏ mặc chúng. Đức Chúa phán, đây là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Đức Chúa phán, ta sẽ ghi vào lòng trí chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của ta. Không ai còn phải dạy đồng bào mình, không ai còn phải dạy anh em mình rằng: hãy học cho biết Đức Chúa. Vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết ta sẽ dung thứ những điều gian ác chúng làm, sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. Khi Thiên Chúa nói đến giao ước mới, người làm cho giao ước thứ nhất hóa ra giao ước cũ, và cái gì cũ kỹ, lỗi thời thì sắp tan biến đi. Vậy, giao ước thứ nhất đã có những quy luật phụng tự và có thánh điện dưới đất. Quả thật, một cái lều thứ nhất đã được dựng lên. Lều này được gọi là nơi thánh, có cây đèn 7 ngọn, có bàn và bánh dâng tiến. Đằng sau bức màn thứ hai có một cái lều gọi là nơi cực thánh, trong đó có hương án bằng vàng và hòm bia giao ước hoàn toàn bằng vàng. Hòm bia này chứa bình vàng đựng mana, cây gậy trổ hoa của ông Aharon và các tấm bia giao ước. Trên hòm bia có hai tượng cherubim rạng ngời vinh quang Thiên Chúa, dang cánh che phủ nắp xá tội. Bây giờ không phải là lúc nói tỉ mỉ về các điều đó. Mọi sự sắp đặt như thế rồi, các tư tế thường xuyên vào lều thứ nhất để cử hành việc phục tự. Còn lều thứ hai thì chỉ một mình vị thượng tế mới được vào mỗi năm một lần, đem theo máu để dâng làm của lễ đền tội cho chính mình và cho dân. Như thế, Thánh Thần tỏ cho biết là lối vào nơi cực thánh chưa được mở. Bao lâu lều thứ nhất vẫn còn đó, điều ấy là hình ảnh ám chỉ thời hiện tại, cho thấy những lễ vật và hy lễ dâng tiến Thiên Chúa không thể làm cho lương tâm người cử hành việc phục tự trở nên hoàn thiện. Những cái đó chỉ liên quan đến của ăn thức uống cùng các loại nghi thức tẩy rửa, và là những quy luật chỉ có hiệu lực bên ngoài, buộc phải giữ cho đến thời Thiên Chúa chấn chỉnh mọi sự.
Nhưng Đức Kitô đã đến làm thượng tế đem phúc lộc cho thế giới tương lai. Để vào cung thánh, người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thụ tạo này. Người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê con bò, nhưng với chính máu của mình. Người vào chỉ một lần thôi và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta. Vậy, nếu máu các con dê con bò, nếu nước tro của xác bò cái đem dẩy lên mình những kẻ nhiễm uế còn thánh hóa được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch, thì máu của Đức Kitô càng hiệu lực hơn biết mấy, nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy. Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Bởi vậy, người là trung gian của một giao ước mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi cho người ta đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa. Ở đâu có chúc thư thì cần phải chứng minh rằng người làm chúc thư đã chết. Thật vậy, chúc thư chỉ có giá trị khi người làm chúc thư đã chết, bởi vì chúc thư không bao giờ có hiệu lực bao lâu người làm chúc thư còn sống. Do đó, nếu không có máu thì đã không khai mạc giao ước thứ nhất. Quả thế, sau khi ông Mô-xê công bố cho toàn dân mọi điều răn như đã ghi chép trong sách luật, thì ông lấy máu các con bê, con dê hòa lẫn với nước, rồi dùng len đỏ thấm vào cành hương thảo mà dày trên chính cuốn sách luật, cũng như trên toàn dân và nói, đây là máu giao ước, Thiên Chúa đã truyền cho anh em và tuân giữ. Rồi cũng theo cách thức đó, ông rảy máu vào lều thánh và mọi đồ phụng tự. Chiếu theo lề luật, hầu hết mọi sự đều được thanh tẩy bằng máu, không có máu đổ ra thì không có ơn tha thứ. Vậy nếu các hình ảnh mô phỏng những thực tại trên trời còn cần phải được thanh tẩy như thế, thì chính những thực tại trên trời đó lại càng phải được thanh tẩy bằng những hy lễ cao trọng hơn biết mấy. Quả thế, Đức Kitô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng người đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta. Người vào đó không phải để dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng tế mỗi năm phải đem theo máu của loài khác mà vào cung thánh. Chẳng vậy, người đã phải chịu khổ hình nhiều lần từ khi thế giới được tạo thành, nhưng nay vào kỳ kết thúc thời gian, người đã xuất hiện chỉ một lần để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xóa bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi người. Chú thích bài đọc: trong dân Israel, thể chế tư tế và thể chế thượng tế gắn liền với giao ước giữa Thiên Chúa với dân người cách chặt chẽ, đến độ không thể đặt lại vấn đề thể chế ấy mà không đụng tới chính mối dây liên kết Israel với Thiên Chúa của họ. Và điều này thì hẳn đâu ai dám làm. Thế mà tác giả đã trích một đoạn văn nòng cốt của ngôn sứ Jeremia loan báo một giao ước mới. Khi nói tới giao ước là nói tới cách thức Thiên Chúa đối xử với chúng ta và cách thức chúng ta phải có để đối xử với người. Đó chính là điều ông Jeremia đã nói tới. Thiên Chúa sẽ đích thân tỏ mình ra cho những ai tin vào người, và họ chỉ còn một bổn phận là yêu mến người thôi, vì lúc nào họ cũng có người hiện diện với họ. Vào thời đó, ai cũng thuộc lời ấy của ông Jeremia, nhưng lại ít để ý tới. Chẳng là ngôn sứ đã nói tiên tri cho đến thời sau, mãi sau này hay sao? Thế nhưng ở đây tác giả bức thư lại nói, có Chúa Giê-xu thì chúng ta có được giao ước mới này. Vị này cũng cần phải có cái gì để dâng. Đoạn 1 câu 5,
nhắc chúng ta lưu ý tới chức tư tế mà Chúa Giêsu hiện thi hành trong thế giới của Thiên Chúa. Chức này liên hệ thế nào với các thánh lễ chúng ta cử hành mỗi ngày hoặc mỗi Chúa Nhật? Trong chương 1 Cô-rinh-tô, chương 11 câu 23 đến câu 26, Thánh Phao-lô liên kết thánh lễ hôm nay với cái chết của Chúa Giêsu được coi là chính hy lễ thật sự. Như thế, Ngài đưa ra phương hướng đã thịnh hành trong khắp cả giáo hội Tây Phương. Đối với chúng ta, thánh lễ gắn liền hơn hết với tượng Chúa chịu đóng đinh đặt nơi bàn thờ. Còn ở đây thì trái lại, chúng ta được mời gọi nhìn lên phùng tự thiên giới mà Chúa Kitô cử hành trong vinh quang, nơi hội ngộ của thế giới vĩnh cửu, gồm tất cả các thánh được quy tụ trong Thiên Chúa, với thế giới thời gian, gồm các thánh lần lượt kế tiếp nhau. Sách Khải Huyền của Thánh Gioan cũng sẽ mời gọi chúng ta nhìn về phụng vụ thiên giới ấy. Và đây là tư tưởng hưng thịnh trong phụng vụ của giáo hội Đông Phương. Không có chuyện đối lập, nhưng là khám phá ra trăm hình vạn trạng phong phú của đức tin. Đức Giêsu được một tác vụ cao trọng hơn. Tác vụ của Người là hòa giải loài người với Thiên Chúa, hòa giải loài người với nhau trong chân lý. Phép rửa của Người đã là một cái chết thiết thực. Và thánh lễ của Người cũng vậy. Ở đây chẳng có chút gì là một lễ nghi đẹp mắt, nhưng chẳng có ai biết liều mạng mình. Ở dưới đất này, tác vụ của chúng ta có được vinh dự hay không là tùy mức độ chúng ta đem hết tâm hồn hiệp thông với phụng vụ ca ngợi Thiên Chúa được cử hành cách hoàn hảo trên cõi trời Người ngự. Tác vụ này là mặt trời chiếu sáng tuần lễ của chúng ta, nhưng trừ phi có một đặc sủng riêng nào đó, thì nó vẫn không phải là cốt yếu trong đời sống Kitô hữu dưới đất này. Dưới trần gian, chúng ta phải theo chân Chúa Giêsu, đấng đã không so bì với các tư tế của thời mình, nhưng đã hao tổn sức lực và đã chết để giao hòa loài người với nhau và với Thiên Chúa. Những ai muốn bước theo Chúa Giêsu trên con đường này sẽ dễ bị vu khống hoặc ngược đãi. Chương 8 đã xác định rằng Chúa Giêsu thay thế các tư tế của dân Thiên Chúa, và chức tư tế của Người cũng đã thay đổi chính mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Chương 9 so sánh nền phụng tự cử hành trong đền thờ Jerusalem với nền phụng tự mới do Chúa Kitô cử hành với tư cách là thượng tế. Hy lễ do Chúa Kitô dâng, tức là cái chết của Người, không phải như các hy lễ cũ nhằm làm nguôi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Cái chết của Người là chứng cứ cuối cùng của Người và là cách Người gieo rắc giữa loài người điều mà họ không muốn lãnh nhận. Chính với chứng cứ này mà Người phó mình trong tay Chúa Cha. Một khi đã biết ai là tác giả bức thư này và ông viết cho ai, thì chúng ta hiểu là ông muốn cho thấy tương quan giữa máu thánh Chúa Giêsu và máu các tế vật dâng trong đền thờ. Bởi vì đối với độc giả của ông, các điều này là rất quan trọng. Nhưng thời nay, chúng ta có quyền liên kết máu thánh và cái chết của Chúa Kitô với cái chết của tất cả những kẻ vô tội đã bị giết vì làm chứng cho sự thật, cũng như trường hợp của Chúa Giêsu trong Matthew chương 23 câu 35. Máu những người này cũng mang tính thiêng liêng. Chúa Giêsu là vị linh mục duy nhất, và chúng ta cũng nói tới hàng linh mục trong hội thánh. Phải thấy vấn đề cho rõ, nhất là khi hầu như khắp nơi chức linh mục đang gặp khủng hoảng. Trước kia trong tiếng Latin, từ sacerdot được dùng để chỉ các nhóm tư tế phục vụ các thần Roma cũng như các tư tế của Do Thái. Khi mới bắt đầu, giáo hội không một chút nghĩ tới những tư tế loại này, được coi như những nhân vật thần thánh có được đặc quyền đến gần Thiên Chúa để dâng hy lễ cho Người. Một mình Chúa Kitô mới là sacerdot mà thôi. Và giáo hội lúc ấy chỉ có các kỳ mục, tức là các vị lão thành. Và đây cũng là tước hiệu mà người Do Thái thời ấy dùng để gọi các người phụ trách cộng đoàn của họ. Thế mà ngày nay, chữ tiếng Pháp, linh mục, lại được dịch từ chữ kỳ mục và lại mang nghĩa của từ Latin cũ đã bị phế bỏ. Đấy không phải là chuyện ngẫu nhiên. Ngay từ thế kỷ 4, giáo hội đã dùng lại từ người lo việc thánh và được thánh hiến. Tại sao lại lùi như thế? Một phần do thời thế đã thay đổi từ thân phận giáo hội địa đạo
dân Kitô hữu đã chuyển sang một Kitô giáo được chính quyền thừa nhận, được một hàng giáo sĩ của tổ chức chăm nom. Nhưng cũng có những lý do sâu xa hơn nữa. Thời ấy, ai cũng biết giáo hội không phải là một xã hội phàm trần, và tổ chức giáo hội phải phản ánh chính trật tự hiện hữu trong Thiên Chúa. Vậy các giám mục phải là hiện thân của quyền bính các tông đồ được Chúa Giêsu tuyển chọn. Đến lượt các ngài cũng là chứng nhân chính thức của Chúa Kitô và dẫn dắt hội thánh mà không chiều theo ý muốn của số đông. Ở điểm này, các ngài duy trì trong hội thánh nguyên tắc người cha nắm quyền. Mặt khác, giáo hội cho rằng việc tấn phong linh mục và giám mục là một bí tích. Các vị này không phải là những viên chức đảm nhiệm tạm thời một tác vụ, chỉ để ra một phần thời giờ của mình thôi và dành phần còn lại cho đời tư của mình. Trách nhiệm của các ngài trong hội thánh không thể tách khỏi lòng gắn bó với Chúa Kitô và thánh hiến bản thân cho người. Như thế, các thừa tác viên kế vị các tông đồ là những linh mục theo một nghĩa nào đó, nhưng không dễ gì phối hợp hai chuyện với nhau. Một đàng các ngài phải thi hành quyền bính thiêng liêng của mình, đàng khác không được chấp nhận cho quyền bính đó được phô trương bởi những dấu chỉ bên ngoài mà cả Chúa Giêsu lẫn các tông đồ đều đã từ chối. Các ngài phải lo sao cho thế giá các ngài mà mọi người thừa nhận. Đừng tìm thỏa mãn cái khát vọng bẩm sinh của con người là mình phải thắng, hoặc chơi trội hơn, hoặc phải được người ta phục vụ. Các ngài phải là những bậc thầy dạy đức tin nhưng không được quyết định thay cho người khác, là những nhà đào tạo chứ không phải những trung gian tất yếu giữa Thiên Chúa và người tín hữu. Như thế là đòi hỏi một điều không ai kham nổi, trừ phi nhờ noi gương Chúa Giêsu, linh mục từ bỏ chính mình cho đến chết. Các chương này cho chúng ta được chiêm ngắm vị linh mục duy nhất, rất khác xa với những gì các nền phụng tự dưới đất này cho thấy. Chính nhờ vậy mà chúng ta biết nhận ra chức tư tế của Chúa Kitô, nơi tất cả mọi kẻ đã được thánh tẩy tuy họ không làm lễ, theo mức độ họ dấn thân trong đời sống hội thánh, dù là trong việc tông đồ, việc giảng thuyết, việc phục vụ tha nhân, hay chỉ trong một cuộc đời âm thầm hoặc trong đau khổ.